Với giọng hát thiên phú, danh ca Ngọc Sơn còn được biết đến là người ươm mầm cho những tài năng trẻ như Hồ Văn Cường, Cao Ngọc Cường và Duy Cường. Thế nhưng dù cùng một người đỡ đầu và cùng một tên, nhưng câu nói thầy nào cho nấy không phải lúc nào cũng đúng. Thậm chí Hồ Văn Cường đổi đời chỉ sau một thời gian ngắn, còn một người lại bị bóc phốt đến thảm hại. Cụ thể mới đây, Hồ Văn Cường đã quay trở lại con đường ca hát sau loạt ồn ào về tiền bạc với công ty quản lý cũ. Việc theo gót người thầy mới Ngọc Sơn sau khi Phi Nhung qua đời được coi là bước đi thông minh khi mỗi lần xuất hiện cùng Ngọc Sơn, cái tên Hồ Văn Cường luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Một vài thông tin tiết lộ cát xê của nam ca sĩ khiến dân tình chao đảo. Được biết với mỗi sự kiện, Hồ Văn Cường có thể được trả số tiền lên tới 200 triệu đồng, gấp nhiều lần so với trước kia. Tuy nhiên, công ty chủ quản của nam ca sĩ đã lên tiếng đính chính lại rằng 200 triệu chỉ là số tiền cát xê trong một vài sự kiện đặc biệt. Dù vậy, có một điều chắc chắn rằng mức thu nhập của Hồ Văn Cường đã cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng theo đuổi dòng nhạc Bolero, Cao Ngọc Cường theo gót danh ca Ngọc Sơn và sớm gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Những tưởng anh sẽ tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, thế nhưng Ngọc Cường đã chính thức dậy sang làm TikToker từ lâu bởi nhận thấy nhiều tiềm năng để tạo dựng tên tuổi trên nền tảng này. Đáng nói mới đây, anh còn khiến người hâm mộ sục sôi khi dính vào tin đồn tình ái. Cụ thể, nhiều nguồn tin tố cáo anh ngoại tình, đặc biệt là nam ca sĩ còn có phát ngôn gây sốc khi nói sau này mỗi tháng bà chỉ chu cấp cho con 3 triệu, sau này con gái bà sẽ hiểu. Điều này càng khiến cho Ngọc Cường nhận về những phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, Ngọc Sơn nhận nuôi Duy Cường vào năm 2018 và nhanh chóng giúp anh đạt được vị trí quán quân thần tượng Bolero 2018 với sự công nhận tuyệt đối của những người hâm mộ dòng nhạc Bolero. Đáng chú ý, kể từ sau thành công với cuộc thi, Duy Cường đều trích ra một phần tiền thu nhập đưa cho người thầy đã dạy dỗ mình. Nam ca sĩ gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, được sự ủng hộ từ khán giả. Duy Cường ngày càng nhận được nhiều lời mời quảng cáo và thậm chí là anh còn được mời làm giám khảo cho nhiều chương trình và cuộc thi về dòng nhạc Bolero. Quý vị thân mến, mới đây trong The Cover Show, Sắc Màu Thời Gian, nữ ca sĩ Hà Lan Phương đã khiến nhiều người không khỏi xúc động khi hé lộ về việc bản thân cô từng rời khỏi showbiz. Cụ thể tại tập 10, tập Freestyle, đặc biệt này, The Cover Show, Sắc Màu Thời Gian đón chào sự xuất hiện của 4 ca sĩ nhất tuần, gồm ca sĩ Diêu Ngọc Bích Trâm, ca sĩ Hà Lan Phương, ca sĩ Lina Nguyễn và ca sĩ San. Họ đã trải qua các tiết mục đơn ca và song ca để chọn ra 2 giọng ca vào bán kết và 2 giọng ca vào vòng hồi sinh để tìm kiếm cho mình cơ hội được trỗi dậy trong không gian âm nhạc The Cover Show. Đặc biệt, sự xuất hiện của bộ tứ giám khảo gồm nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Nam Khánh và ca sĩ Thu Thủy đã giúp khán giả hiểu thêm về nghề ca sĩ, về tâm tình của các nghệ sĩ và về âm nhạc. Ca nhạc sĩ Đức Huy, người nhạc sĩ với sự nghiệp âm nhạc gắn liền bao thế hệ, chia sẻ khi đến với chương trình: "Hôm nay tôi rất hứng khởi vì trước hết là sẽ được nghe những bài hit quen thuộc, đặc biệt với sự đổi mới như dòng thời gian quý vị khán giả thường thấy không có gì ở lại một nơi. Tất cả đều hướng về phía trước tốt đẹp hơn. Và hôm nay trên tinh thần đó, tôi mong được nghe bản phối mới của những bài cũ, cũng như nghe sự thể hiện mới với những cảm xúc rất mới của ngày hôm nay, ở đây, bây giờ." Bên cạnh đó, ca sĩ Nam Khánh cũng chia sẻ về khái niệm cover khi đến với Sắc Màu Thời Gian trong vai trò giám khảo. "Để làm mới thì bản thân người nghệ sĩ cũng muốn có cho mình cái gì đó mới. Đó không chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng còn là tâm thức, tác phẩm. Nó là những gì thuộc về sân khấu. Những sáng tác ngày xưa mà bây giờ lại có những bản phối mới thì Nam Khánh thấy rất là hứng khởi và tò mò để được nghe, được chứng kiến, được thưởng thức những gì mới mẻ. Nó cũ nhưng lại là mới tại thời điểm này." Sau những chia sẻ của các vị giám khảo, để rồi Hà Lan Phương đã cất lên "Goodbye My Love", sáng tác minh nhiên với một tâm thế tích cực. Không còn là những phần trình diễn đầy cảm xúc như ở vòng cạnh tranh và vòng đối đầu, đến với tập Freestyle là một Hà Lan Phương với phong cách hoàn toàn khác, vượt qua mọi trở ngại của quá khứ để sống đúng với đam mê và khát khao cháy bỏng trong con người cô. Nhạc sĩ Hoài Sa chia sẻ về ca sĩ Hà Lan Phương: "Hát phong cách này không phải là thế mạnh của Phương, tôi là người biết rõ. Nhưng ở những vòng trước, Phương đã thể hiện rất tốt những ca khúc theo kiểu dàn trải, nên tôi mới đưa một thử thách mới cho Phương. Tôi biết Phương từ lâu rồi, đối với cá nhân tôi đánh giá Phương rất cao và tôi luôn có suy nghĩ rằng vị trí hiện tại trong âm nhạc của Phương không hề xứng với Phương xứng hơn gấp nhiều lần như vậy.
Lần này tôi làm bài này có vẻ gì đó hơn tươi lên một tí, để thứ nhất là thử thách Phương và thứ hai là truyền tải một sự yêu đời. Bởi đối với cá nhân tôi mong muốn Phương tiếp tục sống với đam mê của mình, bởi hơn hết Phương là một người có khả năng. Khi được MC Nguyên Khang hỏi lý do vì sao Hà Lan Phương lại không vươn lên khi con người cô sở hữu tình yêu âm nhạc quá lớn lao cùng với giọng hát đầy nội lực, cô ca sĩ mang nhiều tâm sự chia sẻ. Lan Phương nghĩ nó cũng có một vài lý do tế nhị, nhưng ngày hôm nay có lẽ mình sẽ nói ra lý do thực sự. Bố Bảo Trấn tuổi đã lớn rồi, lúc đó bố rất là buồn và thất vọng. Trong lòng Lan Phương luôn có một suy nghĩ, mình luôn nợ bố Trấn một lời xin lỗi, tại vì tất cả cái kỳ vọng bố làm như làm với một đứa con gái. Nếu như lúc đó mình nghĩ một cách bản lĩnh hơn thì Phương sẽ không trốn chạy, vì Phương cảm thấy trong nghề có nhiều sự cám dỗ. Lúc đó mình nghĩ bản thân sẽ không đủ bản lĩnh để mình chọn cách rút lui. Không cần nổi tiếng, chỉ âm thầm đi hát. Mỗi một ngày trôi qua trong sự âm thầm đó, mình cảm thấy may mắn vì mình còn được hát so với nhiều người và Phương tự an ủi mình. Chuyển sang thông tin tiếp theo, vụ việc đang gây tranh cãi showbiz Việt ở thời điểm hiện tại là ồn ào nếu Phương Anh bị tố làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Trong khi phía chính thất đang tuyệt vọng về mặt tinh thần, vợ của nhân tình, nữ ca sĩ lại suy sụp và phải điều trị về mặt tâm lý, thì Lêu Phương Anh vẫn thoải mái live stream, tươi cười, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Động thái khó hiểu này của cô khiến netizen vô cùng bức xúc, phẫn nộ tột độ. Không chịu để yên, mới đây, hai mẹ con TAT đang thu thập mọi bằng chứng, mời luật sư và tiến hành khởi kiện Lêu Phương Anh vì tội giật chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tức nước vỡ bờ, mới đây trao đổi với chúng tôi, TAT, con gái của nhân tình Lêu Phương Anh cho biết hai mẹ con cô đang tiến hành thu thập bằng chứng và mời luật sư để khởi kiện nữ ca sĩ về tội giật chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Liên quan đến chuyện bố ruột có thể bị liên lụy về ngoại tình, TAT khẳng định bố tôi bây giờ không còn tỉnh táo nữa, ông ấy đã cắt đứt liên lạc với tôi và theo cô ta. Mẹ tôi quá đau khổ rồi. Trong khi biết rõ mẹ tôi đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thì cô ta vẫn lôi chuyện này để thách thức dân mạng, thậm chí còn tươi cười như thế. Tôi không hiểu cô ta đang nghĩ gì. Gia đình tôi sẽ làm đến cùng, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa. Trước đó, theo lời kể của TAT, vào tháng 6 năm 2021, bố ruột của cô bỏ nhà đi vì lục đục với người vợ. Những tưởng sẽ có thể hàn gắn, song sau khoảng thời gian dài không thấy bố quay về, TAT phát hiện bố của mình ngoại tình với người khác. Sốc hơn khi biết đó là Lêu Phương Anh. TAT nói thêm, hiện tại Lêu Phương Anh đang mang thai con của bố cô được 5-6 tháng. Dù bị gắn mác tiểu tam, nhưng trong thời gian quen nhau, nữ ca sĩ vẫn thoải mái khoe ảnh bên nhân tình, bố ruột của TAT, nhưng lại che mặt. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với chúng tôi liên quan đến ồn ào, Lêu Phương Anh nói rằng muốn tự giải quyết chuyện riêng gia đình và sẽ sớm có thông tin chính thức đến giới truyền thông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới và chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ online. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.